khoai lang đỏ này, thấy không? Bây giờ mình chiên khoai lang đỏ ha, cắt một mỏng thế đã chiên. Đây là vịt này, chè dầm với nghiền chiên. Đó, khoai lang cắt ngồi mỏng ra, bị chiên. Giờ mới ngồi màu đẹp là vô phim nó tám màu ta ha, vô phim nó màu vàng ở ngoài màu màu kia. Rất là có món ngon ăn tắm biển rồi ạ, một củ rồi cắt ra nhiều á. Cái đây ở bột của chiên chiên khoai lang ăn này. Cái này lắc cái dúng vô, dúng vô thử đã chia, bỏ vô 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 ha. Đã chia chiên đã chia ăn ngàn ghiền luôn nha, nó dẫn cho ra ăn ngàn kêu trời kêu đất làm ơi. Đó, chiên xong rồi, một phần à, giòn không? Bắn này mà tại bột này có đường ngọt ngọt nữa à. Chưa cho hả? Chưa. Tôi thấy chúng mình có đường này. Thấy bạn làm chưa bỏ đường thấy không? Mình làm mình bỏ đường vô liền à. Nó đường lát là thấm nó chảy qua ăn tại lắm. Đã chưa? À, khoai đã chưa? Nó đâu có dính bột gì đâu mà ra cái bột. Đã chưa? Ôi trời ơi! Chảy tắt đường thì không cần phải ăn thử miếng được. Bây giờ phải nóng. Ngọt không? Múc tiêu nè. Cái gì vậy? Nấu ăn là sợi dưa. Thôi cha. À mấy dứt miếng hè thấy không? Mình bắt đi có mấy chưa có một phút mà đốt này cái miếng hè rồi. Ăn dụng nè, ăn dụng mà cần đỡ lại cái bánh nè. Chiên sắp hết luôn rồi thấy không? Màu quá. Không ai thử cái bánh này thôi. Đây, chà. Bánh này hả? À, bánh sơn bừng bừng. Ăn bánh này. Đã chưa? Cầm cái bánh đi ăn nè. Đâu dài đó. Dài hả? Dài cho nên nó mài không? Hả? Nó giòn hả? Ngươi nước đường chảy hả? Ngon quá hả? Mấy lần trước làm không ít ngon hả? Bây giờ ngon quá trời hả? Không có cái lốp kia ở ngoài à, cái làm giữ lại giòn không? Lốp này. Ngon á. Cái mà ngò làm hai củ ăn cũng ngon. Cái này ngon hơn là chiên á, ha, ngon hơn là luộc á. Ngon quá, ngon quá.